Phải bảo nó hạn chế. Có người đưa cho tôi, như là mà tôi đưa đi bán để họ nói với tôi là khi tôi bán được họ sẽ chia lời chia lãi cho tôi. Tôi chỉ biết là những cái thứ này là cấm, nhưng mà tôi không biết hậu quả nó là to lớn như thế nào. Em đứng gần đấy, em cầm hẳn cái đấy đi. Cầm. Có mấy cái chữ nữa.